đang đồ hấp cơm à? Cái này mén mén là cơm. Đây. Đây là à. Nhà lại làm cơm hấp à nhỉ? Lại làm cơm hấp à? Nhà của em Sùng rất là hay làm cơm hấp như này nhỉ. Xin chào quý vị thân mến, hiện tại thì em Dương đang trên đường đi lên chỗ nhà của em Nô Bụng To. Sáng hôm nay thì em Dương cũng có nhận được cuộc gọi rất là gấp của em Sùng, anh trai của em Nô, cũng có thông báo với anh em rằng là em Nô với lại chị dâu ấy cũng xảy ra cái vã cái gì rất là căng mà em Sùng không nói được. Mọi khi thì hai anh em có xảy ra xích mích cái vấn đề gì ấy, thì cũng thường là em Sùng gọi cho em Dương thì em Dương là nói em Nô thì em đấy cũng nghe. Nên là em Sùng mới gọi điện cho em Dương và về vào đây xem giúp em đấy với. Và hôm nay em Dương nhân tiện là đang cũng ở gần đây chỗ khu nhà của cháu Thả ấy thì lên đây luôn để xem là mấy anh em làm sao. Sùng ơi. Hả? Đang làm gì đây em? Đây em nhé. Thế bảo nhà làm sao đấy? Nô đâu rồi? Nô là sửa tay. Mấy chú cháu đang làm gì đấy? Thế bảo cãi nhau cơ mà. Thế làm sao? Hả? À, hôm nay thì hôm tiền ăn này còn nên lỗ món nó mà trên này chỉ lò à, hôm kia hồ tành hai tiền cả nhà hôm qua nè thế à, cả chỉ chè nè, nhà này thế lò nè, lò nóng này không bỏ ra nè à mua. À, thế không phải là cãi nhau đâu cái gì? Ờ, chỉ chè, nhà thì hôm qua thì còn nên lò này mà trên này chỉ lò, còn lỗ món nó mà trên này chỉ lò thế thì nên lò hàng cả, nên chỉ lò hàng cả hàng cả. Ông hải chỉ trường gang chỉ chè rồi chăng mà hải chỉ đây cô bác em Dương cứ nghĩ vào rằng là có hai anh em có xảy ra với xích mích gì thì anh em cũng tiện lên đây luôn thì vừa ra là gia đình là cũng có muốn là làm một ít cơm là mời anh em ăn cơm thì sợ là bảo là lên làm cơm ăn cơm ấy thì anh em không đến nên là em cũng mới gọi là nói dối đúng không. Bảo là hai chị em là có cãi nhau như thế. Trời ơi, anh tưởng cũng phải cơm nước cái gì đâu, thế bây giờ là mổ gà xong rồi đấy. Trời, không cần đâu mà phải cơm nước cái gì đâu. Thế cái này là nhà mình là đang chuẩn bị làm gì à? Hả? Quá chị lò gì chá? Hôm nay lò chá, nơi khó mỏ chá. Chá ưu yêu mù, vừa rồi, giờ tía tía khó tao tự cư dòng lại. Sao đã lại cho phát là bác khó tao tự cư dòng lại. Với khó mỏ tao. Nên sao đã lòng hôm nay không mở ra thế giờ có biết nấu tè yêu mở rộng tè nấu tè phụ tành hành nên lìa thế còn nên lòng ta chỉ mà thực ra là thế này cô bác ạ. Thực ra là em Sùng ấy thì thời gian vừa qua mấy hôm nữa là em cũng đang chuẩn bị đi làm thuê thì cũng nhờ có anh em thì gọi là làm cầu nối thì cũng mới kêu gọi được các cô bác cũng giúp đỡ cho gia đình kêu gọi được cái khoản tiền giúp đỡ cho em Nô, đưa em Nô đi thăm khám bệnh để chữa trị cho em được như ngày hôm nay thì gia đình cũng rất là biết ơn và cũng muốn làm một bữa cơm gọi là cảm ơn trước khi em Sùng cũng có đi làm thuê thì chắc đợt này đi là em cũng đi là tận đến Tết em mới về cơ thì cũng muốn làm bữa cơm này. Nếu mà em sợ là nếu mà nói bảo là làm cơm thì cảm ơn anh em thì anh em không tới thì là em Sùng mới cũng có nói dối anh em là có làm hai chị em là cãi nhau như thế các bác ạ. Nên là đấy bây giờ thì gà cũng đã mổ xong rồi. Thế mổ từ sớm rồi à? Mổ gà từ sớm rồi à? Anh bảo là không có thì thôi, không phải là bày vẽ cái gì đâu. Thì anh em cũng giúp được gì thì cứ giúp thôi, có cái gì đâu. Thế hôm nay là ngoài bọn anh ra thì không còn ai nữa à? Hả? Chỉ mua từ từ ấy là chỉ mua từ từ đấy. Thế thôi các bác ạ. Bây giờ gia đình cũng cái tấm lòng của gia đình như vậy thì bây giờ cũng đã gọi là thức ăn tất cả thứ cả gà thì cũng đã mổ xong rồi, bây giờ bỏ đi cũng không phải. Thì có lẽ thì em Dương sẽ cùng với lại em quay phim, anh em sẽ nán lại ở đây thêm một lúc dùng cơm với lại với gia đình. Thì đời đời thế thì anh cảm ơn nhá. Đâu hôm nay là thế có cái gì để anh hộ làm không? Có cái gì để anh hộ làm không? Gà này định chế biến như nào? Em bỏ cái phổi này ra này. Hôm nay anh mổ mấy con đây? Nay mổ mấy con? Bốn chân chắc là hai con đấy anh ạ, đây này. Hả? Bốn chân luôn này, bốn cái còng luôn này. Nên mổ tận hai con cơ. Mà sao bao nhiêu người mà mổ nhiều thế?
hay là tù to như này. Ở bên tù. Cái này là nô ơi. Nô. Hả? Ra đây Lớn đi. Ra đây anh bảo. Cái này là anh Sùng mổ gà cho anh ăn thôi nhá, không cho nô ăn đâu nhá. À. Phải không? Vâng luôn ạ. Luôn. À, tưởng là gì thế thì có cái gì để anh hộ không? Cái nồi gì đây? Hả? Đang đổ hấp cơm à? Cái này mềm mềm là cơm. Đây là nhà làm cơm hấp à nhỉ? Lại làm cơm hấp à? Nhà của em Sùng rất là hay làm cơm hấp như này nhỉ? Một công nhân làm như này công nhân ngon là làm như này cũng ăn ngon thật. Đấy, ở bên này còn có khoai này. Em cứ đậy vào đi. Cái này là khoai lang đúng không? Đúng rồi. Và liếc rồi. Và liếc rồi. Ừ. Cái này như là bị cái con sâu ăn này thì phải, đúng không? Này. Nô làm bây giờ còn gọi là đi tranh giành với các cháu để xem điện thoại cơ. Có người chưa lớn, sáng uống thuốc chưa hả Nô? Hả? Sáng uống thuốc chưa? Hào chưa chị tao? Hào lên. Hả? Hào rồi à? Chị Hào uống thuốc mà. Trời ơi, anh em cứ nghĩ rằng là có cái vấn đề gì. Thật sự là ban nãy thì em Dương đang có nên xem anh em làm việc ở chỗ nhà của cháu Trà ấy. Thì anh em bữa thợ hôm nay cũng đang làm một cô bác. Thì em Dương cũng lên tiện lên trên đấy để làm việc. Thì nghe được em Sùng gọi như thế thì em Dương cũng lên đây luôn. Đấy. Nghỉ tiện lên đến đây thôi. Đang đằng nào cũng đang đến giờ trưa. Thì cũng làm phiền gia đình luôn nha. Cái này là món gì đây anh? Cái này này. Ừ. Cái này là món gì đây? Lúc lá cây. Nhưng mà để làm món gì? Món trồng mắc kì. Cái xào ớt chắc ngon anh Dương nhỉ? Ờ. Cho cay cay nhỉ? Dương đây à? Ôi, em Sùng. Ô, nhà đang làm gì à? Đang có khách vào một thịt gà ăn à? Ờ. Ủa, phụ nè sao là lo chứ? Lo ít không muốn rồi, thì chỉnh xuân này mà trên này chỉ lo. Em Dương nhận được cuộc gọi nhá. Em cũng em Sùng gọi em thì em đang ở chỗ nhà cháu Trải thì em tiện lên đây luôn bảo là hai chị em với lại em Nô với em Sùng là cãi nhau cái gì với vợ ấy, em đấy ấy. Em Sùng nói không được, em tưởng là có vấn đề gì thì em lên đây nhưng lúc, mà không phải. Lúc em Sùng gọi điện là cho anh Sùng cũng nói thế mà, Sùng bảo là do gia đình có xích mích xảy ra mâu thuẫn nhưng mà cũng không bảo là vợ với em Nô. Thế hóa ra là hôm nay gọi điện cho anh cũng về vấn đề cơm nước à hay thế nào? Ừ. Mà có thể tiền đi mua hoa lưỡi thì hoa lưỡi chị nè. Hai tiền cái xì chè đi mua tiền cũng là phụ tiền à tiền cái xì chè đi mà cũng vô số tiền phụ tiền tiền cái này lò anh thằng này không bỏ mà xe này xì lò em tiếp phụ tiền hai này tiền cái xì chè đi mà hai chữ mà tiếp còn này sao đã lò phát hai đây cô bác lúc em cái nghe được cái cuộc gọi của em Sùng gọi điện này thì em Sùng cũng không nói rõ, em Sùng bảo là ở bên nhà trong gia đình có việc quan trọng cả như nhờ để em cái để vào để giúp ấy nhưng mà hóa ra chắc phải vấn đề và là xảy ra mâu thuẫn à? Thế thực sự là muốn đấy là em Sùng nó lừa dối kiểu như là cho anh em mình vào đây để ăn cơm thôi. Em Sùng nghĩ là bởi vì bây giờ nếu mà nói và làm cơm thì sợ là anh em mình không lên thì em Sùng nói như thế. Thì thôi thằng nào cũng đến đây thì cô bác ngày hôm nay thì là em Dương cùng với là anh cái là anh em là cũng có đi gọi là tách nhau ra đi mỗi người một nơi cơ, không đi cùng nhau. Thế là cũng không biết cơ. Đấy nếu như mà ví dụ mà hôm nay mà hai anh em mà đi cùng nhau ấy thì cũng nhận được một cuộc gọi cùng một cái nội dung đấy thì anh em là biết rồi. Anh em là chắc cũng biết rồi nhưng mà đấy hôm nay đấy thì anh cái đây. Hai một con gà và có hai có bốn cái đùi anh cái ạ. Một con nhưng mà sao là nhiều thịt thế nhỉ? Gà đấy. Chắc gà to lắm nhỉ. Đấy nhưng mà lạ một cái là con gà có bốn chân cơ. Không làm gì chắc là hai con chứ không nhưng mà đâu em già em Sùng mà có một con em Sùng mà có một con ấy mà nhưng mà có hai cái đùi à, bốn nhỉ? Cái đùi cơ nhưng mà... thế chắc là gà đùi hay là gà bản đi nhỉ hả Sùng ơi thế đấy là vẫn có lòng mềm chắc là gà bản mình không hay là gà chân vàng hay là gà đùi cái mông là cái đa là cái gì cái mông gà bản luôn gà bản luôn
Đấy nhưng mà con gà này có 4 chân cơ. Hôm nay hôm tuần hoa anh em cũng được à, em xong mà luôn cả cái hai gà bạc đấy. Em chưa bảo là 4 chân thì em cái không tin, nhưng mà ít nhất cũng là 2 con. Thì số thịt là cũng vậy. Bởi vì là em xong là 1 tận 2 con thì cơ, nhưng mà khách là không có đâu. Mấy anh em mình thôi mà không biết là lát nữa còn có hay không, với lại cả gia đình là cũng có, nên là hai vợ chồng em Tùng này, em Lô này, với cả các cháu luôn. Đấy thì thôi bây giờ thì chắc là anh em thôi, đã đến đây thì ở lại với gia đình dùng cơm. Còn bên này thì chắc có cả món bắp cải đấy đúng không Tùng? Bác ạ, bà con người Mông ở vùng cao này muốn mời mình vào bữa cơm thì cũng có thể nó chính xác là ví dụ mà ở tại mời cơm này là đây là chắc anh em rau cải đây. Rau cải này là nhà tự trồng được chứ hay là đi lấy đâu về đi xin à? Của nhà em có mà đúng không? Mua mà. Ừ. Bên của sòng nín mà. À bên này cũng có, ở dưới đây cũng có nữa. Ủa, tại cái nguồn nước của em bây giờ còn chảy không? À, cái nguồn nước của em bên này còn chảy to. Nên đi chín mua à? Không chảy. Lòn hà mềm mềm, lòn hà lo lo mà tiếp mua lòn hà mềm mềm. Ở nước chảy to mới có. Ừ, anh tưởng là có vẫn là đang chảy. Tức là làm canh gà này thì xào cũng gừng phải không? Chứ cho gừng vào cũng được. Ra qua xong là cho nước vào gừng đúng không? Có gừng rồi. Hôm nay là để Nô vào làm bếp. Làm nhà thôi để Nô ăn được mặn. Con gà đấy bảo. Đúng rồi. Nô. Súng anh bảo nhá, em làm xong một tí nữa lấy ra một ít để cho Nô trước. Làm canh nhạt, làm nhạt trước. Tí nữa xong là hắc lính muốn đi chín rồi, không là Nô không ăn được mặn đâu. Đúng rồi, hôm nay là gà bà hay là đây. hay là như thế này, hôm nay là làm mời bọn anh Nô không được ăn đúng không? Không thì chỉ đâu là Nô. Đúng không? Hả? Anh chỉ cho cái địa phương thôi chị Phu. Thôi treo thế thôi em ạ. Hôm nay là dép đâu? Không đi. Được không đi? Dép vào chứ. Đi dép vào chứ. Đi dép vào chứ lại đây này. Cho đến này ấn ừ, đi ra ngoài trời hôm nay trời mưa bẩn cái chân. Cái mặt làm sao đây? Đang dậy thì à? Thì là bị có mụn dậy thì mà mụn à nghe một phân canh rau là chiều á chiều á chiều quá là một phân canh rau vậy phải một phân canh rau mà nó chiều phân canh rau mới chạy đẹp đấy thế bị mụn thật mụn giờ mới bắt đầu lớn rồi này thế thì sắp lấy vợ được rồi em ạ. Đúng không ạ? Cô bác thực sự là cái đợt đầu tiên em cái ở em vừa anh em vào thì nó thực sự là em Nô này cũng có duyên với cô bác thật. Rồi ai tiếp thằng luôn. Lúc đầu anh đi vào đây cả nhà nó cũng có nhiều cái mình cũng rất là lo, phải không? Nhưng bây giờ thế em Nô cũng ổn nên chắc là hôm nay em anh trai cũng thấy là em trai cũng đỡ rồi muốn mờ cả anh em gạ anh em vào đây thì dỗ vừa dỗ nó kiểu như là cứ bảo là vào xích mích nhưng hóa ra là muốn ám mừng, phải không? Nhìn đi là cảm ơn. Nói chung là anh em chúng cháu là gọi là công lớn là các cô bác mạnh thường quân thôi, còn anh em thì những người làm cầu nối anh em hưởng ké thôi nhé cô bác. Nhưng mà vất vả nhất là em dưa với em phải ti thôi, hai anh em là người hay đi nhiều chuyến mà... anh thì chỉ ở gần đây hôm nay anh là người ăn ké đi thôi. Không phải vì mỗi người mỗi việc thôi, thì nếu như mà em đi thì anh ở trên này thì cũng phải giải quyết việc ở trên này đúng không? Em đi thì nếu mà ví dụ mà anh đi thì là em vẫn phải giải quyết những công việc ở trên này. Như thế thì không phải là người này hơn người kia cái gì cả. Anh cái em khoai này anh cái. Khoai lang này. Khoai gì mà tròn thế nhỉ? Khoai lang á. Khoai lang sao? Khoai lang nướng ấy. Nướng lên này. Nướng thơm lắm. Cái này là mua chì là nó nhỉ? Ôi này, cái này như là củ rong ấy thôi mà. Là mua mất hao à. Không phải cứ tại kia chỉ là mua mất chia thôi chú. Chia vào lưỡi à? Dò. À thế thì phải giờ khoai lang tím, lang tím luôn cái này là bỏ riêng ra cho Nô à? Thế bỏ riêng ra cho Nô. Anh bảo là cái đùi này em cắt ra thì nó mới chín nhanh bên trong được. Này như này này cứ ngang cứ dọc vào nó mới chín nhanh được, không thì nó không biết tưởng mua nó không ngấm bên trong được. Cái gia cái vị này, ấy. Cái này là luộc ra. Hả? Anh chắc để ra luộc ra thôi. Cái này để cho các cháu. Nhưng mà hôm nay thực sự là có một con gà rất là lạ, là con gà 40 cân. Này. Hai đầu lên rồi. Hai đầu. Đây ạ.
Thì chỗ này thì thứ nhất là mình là canh cây cay cho ớt vào đấy ạ. Vì mùa đông đến thì bây giờ mình có cái ớt tan vào thì nó sẽ ấm vừa. À, đi hái ớt vào không? Nhưng để có rau rồi. Mua có rau mua à? Đang hái ớt ở bên ngoài. Đi vào. À, ớt gió hay là cái loại ớt nào? Mua cho có rau rồi cho mẹ. Có mẹ. Để có thì mua đây. Sao bé đi, cho bé đi. Để cho lý lý ở trong đó. Để cho lý. Để. À. Để ớt đây này. Mình hái tầm khoảng hơn chục quả đấy thôi, thái vào đấy để làm canh cay ấy, canh ớt cay này. Thế em Nô có ăn được ớt này không? Nó tao chỉ tao, tháo chỉ tao mua, nó cho của tao chỉ tao. Tháo, nó đi. Ít tiền nó trả rồi đi. Nó cho mỏ, cho liên liên chín ạ. Ôi, không ăn được nhá, em không ăn nhá. Bây giờ em đang bị thế này, đang kiên nhá, như cái mạng này, cay, những đồ cay khoan được. Đấy ạ. Em Nô bảo là lúc em Nô chưa bị bà mắc cái các bệnh lạ này, không ốm đau, thì lúc đó em ăn rất là nhiều ớt, kiểu như một bữa cũng phải chục quả đấy. Cái quả này thì hái xong rồi thì mới đi rửa. Bên sau sao mua rồi? Bên trên này có không? Đây là xung quanh đằng sau nhà nó trồng thêm tầm khoảng gần chục cây. Trồng để ăn thôi nhỉ, trên này lạnh thì trồng được nhiều ớt nhỉ. Ở đây là nó chỉ trồng cho khách đến hoặc là cho nhà mình ăn thôi. Chắc là ít rồi anh ạ, ừ. Cay quá. Mình lấy thì nó thái ra tầm quả đấy, làm thì bên này cũng có này. Như cây, như cái quả ớt kiểu đỏ đỏ này, bà con thì chín quá nó sợ rụng xuống thì hái về để ngân đấy, ngân vào. Vào cái chai sau mình mới ăn được lâu đấy. Có khi mình dành thì có thể làm ớt khô cũng được. Chân đi à, để một khà khô nó to nó. Thế chắc đủ rồi, đúng không ạ? Lúc nào kiểu như mình hái đủ ăn thôi. Hái nhiều quá ăn nó cũng không hết, kiểu phí ấy. Mình thấy ra tầm khoảng làm chục quả vào đấy để cho ấm nhựa, đúng sao quá, cho nước vào làm chay. Như cái con rổ nó đáo được và ta tạc hoa cho mấy. Phở tăng nhiên thôi. Bây giờ hái đất vào đây. Anh em trưởng thôn này đi ăn đâu cũng là tay ra tay thớt này. Thôi, vào bếp luôn. Mình kiểu là muốn nữa, ăn phải lăn vào bếp ấy đúng không? Tí nữa vẫn ăn chứ bảo, có phải mình ăn trực. Thôi nhưng mà bây giờ bỏ cái mũi ra này. Ăn trực có phải làm. Hôm nay đi qua có sương mù có mưa ấy. Thôi bỏ cái gì đây? Có cả một cái sò ấy. Em cứ để đây nha, tí nữa đi nhớ nha. Cứ để đây. Thái mà. Làm bao nhiêu quả ấy Dương? Hả? Làm cho nhiều nhá, làm hết cái chỗ này không? Đây anh có cay quá anh được thì ăn thôi em. Thôi. Anh cho anh cũng khoan được cây mà chúng cho kiểu như là mình thả một ít ăn cho ấm người ấy. Cay quá không tốt nữa. Cay quá nó bị hại dạ dày hiểu không? Thấy ra mặn quá cũng không được. Cho cái nguồn đấy à? Hả? Mất khi sao hả? Mất khi cho sao mà. Gừng với mắm muối chín vào. Nếu là thả nước vào để làm canh luôn. Hay là mình lấy thịt xong thì mình cho nước vào mình vẫn lấy rau cải làm canh đây chứ chưa không? Hả? Mua à, mình chỉ vào cái cua rau, cua rau thế mà chưa à? Cua mà. Mất là mất cho ngay hải tàm mà bởi không lên nào. Ừ. Hãy cho sai sấy cho cua hải mà hãy cho mà chéo béo có thao và ủ cua. Nè tức là bà con đây mình cũng ăn đơn giản thôi. Thường Dương ạ, anh thấy nha, mình đi chơi kiểu như là đi vào ấy họ mình là, coi như mình là khách ấy thì hay ăn gà luộc thôi. Thật gà luộc sóc muối. Xong khi nước canh người ta hay cho rau cải vào hoặc là không có rau cải thì người ta lấy cái lồng men ấy. Thả vào đấy xong cho ớt cho bố đấy như nhậu nhẹt thì chơi đấy thôi. Nhưng mà anh hỏi Sùng một tí hôm nay có mềm mén không? Có không? Mua một mua chứ mua à? Không, không biết chịu à. Không thì chịu rồi à? Tại khi là một bếp chỉ dọn không cửa, tại khi chứ không mẹ quý không mẹ bếp nó chảy đá. Bếp chỉ dọn vụ dọn nó xuống à. Tức là hôm nay là anh em mình đến ý, thì là gia đình quý thì sẽ là nấu cơm chứ không lấy mềm mén ra ăn. Đấy thì đối với bà con là như vậy. Chứ còn những cái bữa ăn hàng ngày của bà con ấy thì là đối với bình thường thì sẽ là ăn mềm mén. Nhưng mà hôm nay là không cho anh em mình ăn mềm mén đâu. Đây các bác, ngày hôm nay thì nói như nào nhỉ anh Cấy nhỉ? Anh em đội team bị dính cú lừa. Cú lừa được ăn phải không? Có
Đấy thì hôm nay có gia đình nhà em Nô thì cũng muốn gọi là lời từ lời cảm ơn anh em, thì cũng có đây rồi có những món là thịt gà này, gà xào gừng này. Đấy. Còn đây cũng là canh gừng nhưng mà cho thêm cả rau cải vào nữa. Đây là canh ớt đây. Ớt xào với lại lòng mề. Đấy. Còn em Sùng này còn lấy cả thêm cả một ít trứng để làm cả trứng nữa cơ. Và đây, cả trứng ăn hết phải không? Đây là cơm hấp nhé các bác nhé. Đây là cơm hấp nhé, không phải nấu dặn ở trong nồi giống như mình đâu, mà là gia đình là lấy vào trong cái chõ để bàn đồ giống như kiểu đồ xôi ấy. Đấy phải là quý lắm thì anh em gia đình mới làm như thế này. Phải không anh cái? Đúng không? Đúng. Làm kiểu như mình làm xôi lên xong mình hấp đấy, kiểu như những người phải biết làm rồi, thật sự không biết làm thì có khi lúc mình bắt đầu mình làm cho nước vào nó xôi quá thì nó nháo ấy. Xong mình đôn lên kiểu như nó nhiều quá. Không, nhưng mà như cái này anh làm được không? Anh chưa làm, thật sự mình chỉ biết nấu cơm ở cái nồi thôi. Đây ở cái bên này thì có cái nồi gì đấy hả Sùng? Nó nước tràn ra rồi. À cái này của Nô riêng đúng không? Nô ly. Nhà là không mặn đúng không? Vì là em Nô là bệnh của em đấy là không ăn được mặn nên là có để em làm nhạt riêng nhé cô bác nhé. Bây giờ đang đun để cho nó chín. Cái này ra như kiểu luộc thôi. Nhưng mà em cho nước vào hơi nhiều nó bị tràn mất rồi, cái nồi to thì không lấy. Nô ạ. Cái nồi to đâu ở lộ Nô? Chị bây giờ chị ơi chị vô lúc kính lòng cái gì nè. Hả? Thích lại dùng cái nồi bé này, bây giờ nước tràn ra hết ra này, lửa củi có cháy được đâu. Tiết làm lắm mà. Nhưng mà gọi là Nô cái thịt của Nô chín chưa? Cùng nhau ăn thôi. Sẽ xiên nhỏ thế hả? Xiên nhỏ. Tiết làm lắm mà. Bây giờ là tôm nó chín. Anh em vào đây thì cái này cơm này thì em Sùng ấy là làm gà trước. Thật sự là không ăn. Các cháu vào ăn cùng luôn đi, các cháu ăn trước rồi à? Chúng nhau. Ở đây cơm em. Đây này, các cháu vào đây cho ngồi đây. Các cháu là không chờ được nữa. Ăn cơm trứng trước. Mấy bà nhá. Cậu đi. Anh Lu. Rồi nó cố kiếm đi. Có cái gì rộng rộng đi. Rộng đi đi. Nó lúc tẩm. Rồi cả vợ vào, Nô đang vạt rau cải vào đấy á. Ôi cho tổng hợp luôn hả Nô? Lúc kìa mấy gì? Cái nồi bé quá. Ở chúng nó sòn thắt rồi, nó không lỗ mình sòn thắt rồi. Sòn thắt suy luôn hả mà? Suy luôn rồi, ông bé thêm mà. Si. Ra nó tí nào. Tí nào. Đây. Thế thì cứ ngồi chơi. Đâu em ngồi đâu? Em Dương ngồi trên này. Hả? Em Dương ngồi trên này xong. Không, cái này em chủ nhà em ngồi đấy chứ. Ông vợ ngồi đây. Bây giờ đây của bác ạ, là như đợt trước anh em khi mà đi vào chỗ nhà của bác cháu trả thì là cái bà con ở trên này ăn cơm, ví dụ như có khách quý vào nhà thì lúc nào cũng mời khách ngồi xuống bên trên, nhưng mà tôi anh em là thoải mái thôi. Lẽ ra cho chuyển hôn người trên này mới đúng. Thế là người nhà khách quý tí này em Dưa mời vào trước. Đây đủ bát chưa? Đủ xăng cho bát đi. Thế bây giờ Nô là Nô ngồi ăn sau à? Mà bây giờ Nô có một nồi riêng. Gọi vào đây ăn. Cứ lấy về đây để ăn cùng đi Nô. Rào đi. Tao xin xe. Đây là gì á? Làm nó. Thôi thì à, thế thôi mà. Chắc mình ăn cơm. Mời hai vợ chồng nhá. Mời hai bé nhá. Mời bé nhá. Đây thì bây giờ hôm nay thì anh em cũng có là làm phiền gia đình cũng đang buổi trưa thì nhân tiện đây thì chúng cháu xin kính mời toàn thể cô bác anh chị và mọi người cùng toàn thể các cô bác mạnh thường quân các nhà hảo tâm trong cái thời gian vừa qua đồng hành cùng với lại anh em đội kim và có những khoản hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình em Nô, bản thân em Nô để cho em có tiền chữa bệnh thì chúng cháu một lần nữa xin chân thành cảm ơn ạ. Còn bây giờ thì anh em chúng cháu xin kính mời các cô bác dùng bữa cùng với lại anh em chúng cháu ạ. Cũng em cảm ơn xin mời tất cả quý khán giả các cô bác ăn những gì bữa cùng gia đình của em Sùng. Mà em Nô thì thực sự là em đang có nồi riêng thì ở đây anh em cũng cần ăn mặn đây, đồ mặn thì em Nô không vào ăn được. Thôi chắc là lát nữa thì em Nô hát tự ăn cái bên kia đấy để phần nào. Tí nữa em đợi chín em ra đây ngồi ăn. Vâng. Mời em vào chồng nhé, ăn cứ thoải mái nên không phải ngại cái gì đâu nhá. Mà mình cứ xuống nhỉ, đi xuống á. Xuống ha.
Chào sáng. Ừ, cơm làm này ngon thật. Nó dẻo. Được. Mình hấp lên ngon. Ngon rồi. Nó cả cây nhà lá vườn luôn. Được mà được. Thả như thế nào? Thả hết nó. Nó. Đây là canh đá nhá, tức là canh cay. Canh cay à? Canh cay này. Này ở của chỗ ấy. Hay thì của chỗ họ nếu. Được. Mưa hơi nhiều sao? À, Sùng em gắp thức ăn cho vợ đi. Gắp thịt cho vợ đi. Không gắp cho các cháu nữa. À, các cháu đang ăn còng rồi đúng không? Tặng cái ngon. Tặng cái nào? Cái nào? Nhớ bớt xào đi. Bớt xào. Bớt xào cho nó đi. Ăn cả gà với trứng luôn. Thế là cả gà hết đấy. Đúng rồi, ăn hết rồi. Không. Vừa gà vừa trứng được. Đều là gà mà. Nhưng mà từ trứng. Nhưng mà cái này là gà cả con. Đều cả à, nhưng mà cả con hết mà. Đúng không? Ừ nha. Yeah. Trứng nó nhạt nhỉ. Với người ta chỉ hay chỉ muốn chè chỉ muốn xào á. Mới chỉ muốn chỉ nhắm thôi á. Khi tám tiếng dầu. Khi tám tiếng dầu thì chỉ nhắm chè. Nên mà không xào. Ừ. Bao nhiêu? Em đưa rồi đấy. Ăn nhiều vào nhá. Nó tiền nhá. Hả? Ở cơm nó mặn hẳn không mặn hả? Hẳn như không? Hẳn như không? Cái thùng là em định đi làm thuê ở đâu? Quảng Ninh. Quảng Ninh nhá. Nhưng mà em đã tìm liên hệ được chỗ làm rồi. Mình hình nhón ra ủa là là pha luyện đá mộ quá kia mộ. Mình thì liên lạc của trình dụng. Vô mà. Vẫn lấy gì. Nhưng mà liệu có chỗ đấy có được tiền không? Kéo đi lại mấy tháng gần Tết là đi lại không có tiền về nhà nhá. À. Mà ít ông mùa nào của họ đấy chị? Mùa lúa phá thế là mấy lúc công ty là lúa tả là ủa phố xanh nha, còn mùa thậu á, phố xanh là phai. Phải phai cho hành tông. Tức là có cái đồ người ta chuẩn bị đào hố á. Để tớ này kiểu trồng cây xong, tết xong trồng cây. Thì bây giờ em lại đi Tết cũng gần đến nơi rồi thật. Nói chung là mình vẫn đi vào đấy nha, nếu không mưa thì có thể làm được một tháng. Mưa thì mình không được tầm khoảng hơn chục công thì lúc đó tiền xe này cũng kiểu nếu mà vợ thì cũng đang con nhỏ đó. Và em nói thì em không thì biết là em cũng khó khăn em muốn đi ra ngoài để kiếm tiền. Có ít tiền để đón Tết thật sự mà. Tết cũng gần đến nơi, bây giờ mình đi vào đấy nếu mà mưa ấy. Kiểu dạng ví dụ mưa thôi, đi vào đấy cũng tiền xe trong tốn tầm bao nhiêu. Nghĩa là quần hông, ta chế xe táo rồi đi à? Chế xe mù, giờ thì là xe mù dù là tự nhiên để xe mù mà chúng ta xe thanh xe mà mù ít lúc xe cháy đủ, ít xe cháy đủ mù mà ta trò bùa hết rồi cháu. Giờ thì bù tài lọc xa nào là lúc xe còn đã ưu tố tổ cho kia mà xe thanh xe mù mà chip của tao chip của xã cho cha từ 500.000 mới là đến tiền xe mới đến đấy 600 đi 600 về mình chỉ đi về đi thôi 2 rồi lúc giờ chưa tính về nhưng mà bây giờ anh đang lo nói chung là đến tuần thời điểm này thì đi kiếm tiền thì mà về lo cho gia đình thì cũng là một điều rất là tốt thôi nhưng mà họ làm ở đấy có được tiền không ủa là tao như tao la cho anh đá giờ uống lên cống tàu ha dù qua dù nói dù ít nó phải bớt xe, dù nó dù là chống lại là ít nó phải bớt xe mà, ít nó không phải bớt xe mà, nó dù thì xa há lên há qua mà ít há đến cho lô phá ít một hát là 1 triệu á, mà ba triệu á, dù nó dù khóa cho mình tự ăn uống như làm hoàn thiện ấy thì họ mới cho tiền ấy, kiểu như mình khóa hết một cột ấy trong không nhưng mà ý là như thế này, anh đang lo bảo là mình làm xong thì chủ người ta không trả tiền cơ. Ít trả thôi, người ta kia là chỉ muốn tiền thì trả chỉ trả. Mua thay mua. Nhưng mà người ta làm là được tiền thì... Dù họ của chị, dù họ thì là... Ủa, lúc công ty chỉ phá mà, ủa tán ra mà... Ít nó cũng...
bếp của ta nhẹ nhõm rồi giờ thì phá hết chỉ mà của ta lò dầu sứ. Là tôi thì bây giờ là quý luôn thì lò sứ kìa, ít nấu sáng chỉ khui bữa, ít hai bếp chỗ là của phá trên thắt chỉ chè là của luôn dùng tới tầm là quý nấu là nấu lá quý nấu chè khui bữa tê là chỉ khui luôn thì là của lò sứ kìa. Đây cơm đi em, đây đây ăn đi. Nghe này. Sùng kể ta là đi làm dưới đấy kiểu như là vẫn có anh em đứng trên này đi làm trước rồi, người ta có nhận, có một người đã nhận. Em Sùng thì chỉ như mình chỉ đi làm thêm ngày công thôi. Em nghĩ thế này cũng rất tốt, thật sự là Tết cũng gần đến nơi ấy, trong gia đình này, vợ con này, em trai nữa, mình phải chuẩn bị ít tiền ấy để có Tết. Lúc đó thì thực sự bà con đây nhá, mình dù khó khăn đến mức nào cũng phải kiếm được 1-2 con gà này, tầm khoảng 4-5 cân thịt đấy. Thịt lợn mình đi mua chợ về, lúc đó anh em người ta có khách đến kiểm tra, người ta có một cái tiết ấy mà một năm mới mà không thôi. Em nghĩ thì tốt thì hôm nay chắc em cũng gọi điện là cũng dỗ lừa anh em mình vào đây tiện cái bữa cơm này, kiểu như là cũng cảm ơn thôi nhỉ. Anh em mình làm cái cầu nối để cho bác biết đến thì đưa cả em nô đi chứa được cái căn bệnh kỳ quái như thế này, khỏi rồi chắc em cũng rất là mừng ạ. Còn bệnh tật của nô thì em cứ yên tâm nhé, bọn anh ở đây thì bọn anh cũng sẽ vào đây thường xuyên. Là hôm nào đưa tay ra đưa đi tái khám thì bọn anh cũng sẽ đưa đi, thì em không phải lo, cứ yên tâm đi làm việc là được. Nhá. Đấy sai rồi. Bây giờ thì học trong chùa đi học chơi chẳng này mua dưa nghe. Cho một số luôn. Mà nên đi bỏ từ cứ giống thì giống xé gì đâu. Giống xé là đi được một nơi xé à? Giờ xin là thế thì phụ tành là nên lò ôm món nó hải cò lò ôm món nó thế nên chỉ lò thế thì đà đi nên thế lò ma này các bác. Bây giờ để mà gia đình ăn cơm một cách tự nhiên hơn thì các tạm thời anh em sẽ gác lại video này tại đây đã. Cô bác lúc nãy anh em ăn trước thì em nô đang nấu cái này, xong rồi em nô chỉ ăn nhạt thôi, không cho muối mì chính vào đấy ạ. À không, chỉ chọn chế thống chứ nhở, nó chồi thế đó. Nó đi cá chả cá à? Nó cả mà chùa cá thế đâu. Lúc đầu mình vừa mới ăn thì thấy nó cũng rất là nhạt, nhưng mà ăn quên, mình cứ ăn dần sẽ thành thói quen là ăn được. À trứng vẫn ăn được mà, lúc nãy trứng là dùng không lấy gia vị vào đâu mà. Không đi, phải ta chỉ cho chết chỉ cho mấy chén không đi à? Quên nhập cây chùa thế. Cây chùa. Đấy, ăn được mà. Cũng không cho cái gì. Đấy nhá, bây giờ đấy thì anh Sùng không ở nhà ấy thì ăn uống thì vẫn chịu khó kiêng cự rồi là uống thuốc vào nhá. Có chưa? Nghe chưa? Là nó mở ở bên nông thì là không xong này thì nếu mua rồi nên mày thì mua mà nhưng cho họ chua này nó mở một thùng nhom chị nhá. Nó là ý thầy dù chỉ sơn nó cho cá chê này, tết khoai chay mà chỉ nó mà sơn nó. Bây giờ thì tại sao lúc đấy thì anh em ăn ấy, em nô lại chưa ăn vì do cũng tách ra. Kiểu như là để phần ra em nô nó ăn nhà thôi thì em đã ăn sau, anh em ăn xong thì em nô mới ăn được cô bác ạ. Cú chú cú. Để thế em nóng nhà. Thôi ăn cơm đi nhé. Nhớ lời anh dặn đấy chưa? Sùng nhớ bảo em nhé. Nhớ chưa? Đây cô bác, ngày hôm nay thì thật sự là em Dương cùng với anh cái trưởng thôn thì cũng tình cờ là cũng được gia đình mời bữa cơm, gọi là cảm ơn thì cũng anh em là gọi là ăn ké theo các cô bác thôi. Thật sự là một lần nữa thì chúng cháu cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các cô bác mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với anh em đồng team và yêu thương giúp đỡ đến bản thân em nô để cho em có được cái sức khỏe như ngày hôm nay. Còn bây giờ thì cũng khá muộn rồi, cho anh em chúng cháu cũng xin phép được dừng video này tại đây ạ. Xin hẹn gặp lại quý vị video tiếp theo ạ.